Ôi bùi đồng ơi, bùi đồng ơi. Sao em à, chị mấy ngày nói em là học sinh cái biệt của lớp đúng không? Ừ, cái gì đây sao chị bật em đau thế? Mà cái gì chị cũng biết đây? Em biết tin gì chưa? Cô giáo vừa về nhà gặp bố mẹ em rồi. Hả? Cái gì á? Cô giáo mách bố mẹ em rồi à? Còn gì nữa? Oh no. Cái gì nhỉ? Được rồi, đã thế em sẽ đến nhà cô giáo để em chọc cô giáo luôn. Bị điên à? Sao tự nhiên làm học sinh ngoan không muốn lại tự nhiên làm học sinh hư? Thế chị bây giờ chị có muốn đi chọc cô giáo cùng em không? Có, chê cô giáo anh hết. Rồi, bây giờ trước khi đi chúng ta lên làm cái gì đã? Trước khi đi thì các bạn nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Còn bây giờ lên đường chọc cô giáo thôi. Rồi chị ơi, và nhiệm vụ đầu tiên của em đó chính là tìm một cái bẫy chuột và lừa cô giáo cho cô giáo bị kẹp cái bẫy chuột đấy vào tay chị Bơ ạ. What? Ôi, hiểu cô giáo có cho em đúp không? Em không sợ, em ném đá giấu tay biết như nào được. Đúng rồi, không ai biết. Đúng em biết, không ai biết cả. Rồi, vào luôn đây. Đây chính là cái cô giáo của em này. Cô giáo này vô cùng độc ác luôn, chuyên ra đánh đít học sinh. Cô giáo của em già quá rồi. Ôi, vừa mới sáng sớm mở mắt ra cầm một cái tờ báo đi vào nhà đọc. Bây giờ em sẽ đi theo cô đấy. Nhân lúc cô đấy không để ý em sẽ đi vào nhà cô đó. Từ từ thôi, cô ấy chưa đi qua cửa. Đợi tí chị ơi. Bây em mở cửa rón rén này. Mở cửa ra không ai biết gì đâu chị ạ. Không ai biết gì đâu. Rồi và bây giờ em sẽ đi tìm cái bẫy chuột. Bẫy chuột em nhớ nhà cô giáo. Cất cái bẫy chuột ở trong cái tủ này chị ơi. Ôi trời ơi. Đây có ngay một cái bẫy chuột. Bây mình lụm cái bẫy chuột đi. Cô giáo vào hẳn trong nhà rồi. Cô giáo vào trong nhà rồi, em ơi, để đâu? Lấy cô vừa đặt tờ báo ở trên bàn này xong. Bây giờ em sẽ cho cái bê chuột này để đằng sau tờ báo. Sao em không để dưới đất cho cô giáo vào luôn? Không, cô nhìn thấy ngay đấy chị ạ. Bây giờ mình phải giấu kín một tí. Giấu xong bây giờ mình... Rồi cô... chị thấy chưa? Cô lên ngủ gật đã. Vừa mới vào đến ghế ngồi cái ngủ gật luôn. Ghế khò như con bò mình ghế to rồi đi chứ. Rồi bây giờ em sẽ ra đây. Em chờ kết quả. Đấy, cô dậy rồi. Kiểu gì nhá, chắc chắn cô sẽ ra đọc báo cho mà xem. Xong là cô bị cái bẫy chuột kẹp vào tay luôn. Chị tin không? Cô ấy đọc báo tay rồi. Đau quá. Đứa nào chọc cô, đứa nào chọc cô. Em buồn chứ là đứa nào. Amazing, good job em. Tay cô rồi. Cô bị kẹp tay rồi, chảy cả máu tay. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Đấy, chỉ thấy em ngủ ngáo cáo trồn đâu. Trời ơi, còn đội mũ đỏ, mũ ngược nữa chứ. Là tức lắm. Cô tức rồi. Cô tức lắm nhưng mà không làm được gì em đâu. Lêu được rồi. Tiếp tục đi em. Rồi, thích rồi đúng không? Bây giờ sẽ là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Đó chính là cho muối vào cái bữa ăn trưa của cô đấy chị ạ. Lấy là buổi sáng cô đọc báo rồi, mình đã chọc được cô đọc báo rồi. Bây giờ đến bữa trưa, kiểu gì cô cũng đi ăn trưa. Đúng. Rồi, đây đấy, thấy chưa? Trời ơi. Vừa mới nấu xong từ phòng bếp ra mà cô lại không thấy nóng nhỉ? Cái bát gì đây, đây là bát súp à? Bát súp rõ nóng mà cô cầm được như thế cũng nặng tâm ấy. Đã béo rồi còn ăn súp. Rồi. Bây giờ nha. Chết rồi, cô biết em chọc cô đấy, bây giờ cô đấy khóa cửa luôn rồi. Bây giờ làm nào, đạp cửa vào à? Không, em sẽ mua một cái gọi là cái phá khóa. Phá khóa. Sử dụng luôn, dùng phá khóa lúc đấy thấy chưa? Trời ơi, một phát mở luôn. Mở luôn, mở cửa ra, đi vào rón rén. Nhà cô này có vẻ rộng nhỉ? Nhà biệt thự mà chứ gì. Nhà biệt thự nên là em sẽ... Mấy ả, biệt thự rộng cái này nhá. Không ai canh gác. Em vào em chọc cô giáo tên ga. Cô đang ngồi ở phòng nào rồi ấy? Đây là phòng gì ạ? Đây là phòng ngủ của cô ấy sao chưa? Cô đang đọc sách. Nhanh. Rồi. Lấy cái hộp muối. Cho vào luôn. Cho cả ống vào. Đuổi em rắc được. Cô giáo ra. Ôi, chạy tôi. Cái khỏi bị phát hiện. Khoan nào, đóng cửa vào cái nào. Không cô phát hiện mình chết. Đây. Em nghĩ em sẽ chạy ra đây, để em ra ngoài cửa em nhìn cô. Đấy. Em mà đứng trước cửa cô phát hiện em ngay. Trời ơi. Rồi, đây, đứng mình sẽ đứng ở đây. Đấy, cô giáo ra rồi. Chuẩn bị thưởng thức cái món súp mới mà em nấu cho cô đây này. Khuấy đều ta lào. Trời ơi. Kìa, có không súp đi uống cả cái bát luôn. Đấy, bây giờ mặn quá lộn. Eo cô bẩn thế. Cô lôn hết ra sàn nhà luôn rồi. Nhưng mà không sao, mình chiến thắng rồi. Rồi ok, đến thử thách tiếp theo. Rồi, thử thách tiếp theo bây giờ đang là buổi tối chị ạ. Buổi tối. Bây giờ cô đấy sẽ đi xem tivi. Bây giờ mình sẽ làm cách nào đó để cho cô không xem được tivi nữa thì thôi. Đập tivi. Cái gì nhá bạn ơi? Đập là lộ à? Đập lộ xong còn phải đàn cô nữa. Bây giờ mình làm cách nào khác đi.
Mình cũng cắt đợi tí, đây cô đang xem. Ui hay quá hay quá. Đợi em tí vỗ nha. Vỗ tay này còn vỗ tay. Rồi bây giờ em sẽ chế một cái bình thuốc nào đó cho cô đấy uống. Cho cô đấy uống bình thuốc. Có ga này ở giữa này á? Cái nào cũng có ga mà. Bây giờ chị muốn xem cô đấy nhảy không? Có, thế là cách sử dụng luôn cái nhảy này. Rồi, dùng bình thuốc đã. Ôi trời ơi. Em từ sao em lé phát vào người cô được? Cô nhảy gì đây? Cô nhảy như robot ạ. Cô nhảy bóp binh gì ạ? Đây cô đang nhảy rồi, cô đang nhảy rồi. Bây giờ mình phải vào. Cái mình gì phải. Đây? Đây một ngôi sao. Lụm cái item ngôi sao rồi đã. Tính tiếp. Cô đang đứng nhảy cô không biết gì luôn chị ạ. Bây giờ mình cần phải đi tìm. Cô ra mở cửa rồi. Chết rồi. Rồi, mình có một ngôi sao may mắn. Cố gắng lên. Bây giờ chúng ta cần tìm để phá hủy. Phá hủy cái tivi đó. Cô đang đứng ngồi kia kìa. Chết rồi. Khách rồi. Bây giờ mình mà đi đường đấy là cô phát hiện ngay. Có mình đường nào không? Kiếm đường khác chị ạ. Đây là cái tivi của cô đấy ở đây này. Vào đi. Cô đến đường nào em ơi? Khoan nào để cô đi lên tầng rồi. Cô lên tầng. Đợi em tí. Vào đi. À, bây giờ cô trưng bẫy ở nhà nha. Cô, em biết thừa cô. Ôi giời ơi, bẫy này là bẫy bụt. Đấy, không sao, sao em sẽ lấy cái bẫy này ra. Đây là không? Mình lấy được cái bẫy này mà. Rồi, bây giờ cô tí cô đi xem tivi đúng không? Mình cho vào cái phòng có tivi. Phòng có tivi là phòng nào á? Đây, phòng này. Đây. Nhanh, cô đang soi gương rồi. Nhanh lên. Khoan nào, đây em sẽ thả bẫy ở đây này. Khéo lại em lại bẫy em ạ. Rồi thả bẫy đây, em lấy cờ lê của cô. Em lấy cờ lê của cô cái đã. Rồi bây giờ mình cần phải phá. Được không, nhanh lên em ơi. Đợi em tí chị ơi. Khoan đã, em đập tivi luôn. Đập đi. Đập vỡ tivi rồi. Chạy thôi. Mắc kẹt rồi. Em bị mắc kẹt chị ơi. Đi ra nhanh lên. Đợi tí, đợi em tí. Cô đang xuống tầng rồi, nhanh lên. À, chạy ra khỏi nhà cô. À, mày, cô... mày quá không thấy ai. Em lù trước mặt cô mà cô không thấy em luôn. Trời ơi, hay quá. Trả luôn cô lại bị buồn cười ra man. Trời ơi. Tí nữa em sẽ đi ra ngoài xem nhảy tưng tưng này. Tưng tưng. Em đi ra ngoài em xem là. Bây giờ có ngó. Đây. Đây sẽ là cái chỗ mà cô đấy dẫm vào nhé. Đây. À, dẫm bay rồi. Cô đang đi đến sửa tivi. Không những dám bay còn sửa tivi. Ôi trời, oh no, hỏng cái tivi của cô rồi. Khóc tu tu luôn chị vợ ạ. Hỏng tivi rồi làm gì có tivi xem nữa. Cái tươi nhờ. Lêu. Rồi. Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc luôn chị vợ ạ. Why? Để xem tiếp tục em sẽ nghĩ ra cái trò trôn gì cô tiếp này. Tiếp theo. Rồi, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó chính là làm hỏng một cái váy dự tiệc của cô đấy. Tí nữa cô đấy đi dự một buổi tiệc vô cùng là lớn luôn chị ạ. À, thế thì đơn giản mình xé váy. Xé váy à? Ừ. Được rồi, bây giờ mình cần phải đi vào cái đã. Đây. Wow. À, cô đang ngắm lại cái bức tranh cũ của cô. Cô bảo là cái váy này đẹp. Nhìn khác gì phù thủy không? Đây đúng là phù thủy luôn rồi ạ. Bỏ qua luôn. Mình không cần đến mấy cái bình thuốc ấy luôn chị ơi. Rồi tiếp tục thôi. Bây giờ mình sẽ đến mà mình đi tìm. Cô đấy đang ở phòng ăn nha. Cô đang ở phòng ăn à đấy. Ok. Chị phải theo dõi hộ em nha. Bây giờ mình đang có rất nhiều vật phẩm ở đây này. Mình lụm không? Có chứ, lụm này cho mình một lon nước. Để tí nữa có sử dụng thì mình còn sử dụng. Rồi uống lon coca này vào. Mình có thể chạy nhanh hơn rồi. Và nhận một sao. Lụm ngay cho mình một sao. Cô đấy đang nấu ăn. Ôi giời, cô để ảo đấy nhở, lẩu ăn mà không còn đồ ăn luôn, không cần lồi, không cần liêu xoong chảo gì luôn. Ảo mà thật sự. Rồi bây giờ mình cần đi lên nhà cô đấy. Ui, em cảm giác em uống cái nước đấy, em chạy nhanh vãi, em không kiểm soát được tốc độ của em rồi. Ôi giời ơi, em còn bị mắc nữa. Ôi giời ơi, cái gì đây? Thà luôn, em uống cái nhiều rượu, bị say rượu luôn rồi. Đây, cô lại khăng bẫy em đúng không? Em lụm luôn, lụm đã, cất đi. Cô đấy đang đi ra phòng gì ấy em ơi? Cô đang ở đâu á? Em không thuộc địa hình nhà cô đấy. Đấy rồi, em lụm cái kéo của cô đấy. Tí em bỏ đi, bỏ xuống. Rồi, cất cầm kéo ra, bây giờ tìm cái váy của đấy đã chị ơi. Ở phòng nào bây giờ nhỉ? Bây giờ đi tìm phòng đi. Đây à? Em nghĩ đây à? Đây là áo mà. Không, đây là cô đấy đang trang điểm chị ạ. Phòng váy đi, tìm phòng váy đi. Phòng váy ở đâu đây? Đây. Em nghĩ đây là phòng của cô đấy này. Mà cửa ra đúng rồi. Phòng sách. Đây, à đâu? Đây là phòng đọc sách. Phòng đọc sách ông ạ. Đây phòng đọc sách. Mở cửa này ra xem nào. Phòng này là phòng gì? Phòng ngủ.
Wow, cô ở bừa bộn thế. Trời ơi. Đây, em sẽ... Cô ấy đang xuống tầng rồi kìa em ơi. Chết rồi, chết rồi. Hỏng thôi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Đi tìm đi, tìm phòng nhé. Đợi tí chứ. Em đang cần tìm xem cô ấy đang ở đâu đã. Đừng cô ấy đang ở phòng khách rồi. Khoan đã, hình như cô vào đây à? À, cô lên tầng. May quá cô lên tầng rồi. May quá. Mình phải đi tìm bằng được cái áo của cô đấy ở đâu đã. Cái áo của cô đấy bây giờ ở đâu? Ai mà biết. Trời, em có phải nhà cô đấy đâu mà em biết. Ôi, mà cô đấy biết bao nhiêu áo, cô biết cô mặc áo gì. Đây, lại cái áo màu tím đấy á. Màu xanh xanh đấy chứ gì. Đúng rồi, bây giờ em phải căng bẫy trước khi cô xuống nha. Đây sẽ là chỗ cô xuống này. Mình phải răng bẫy ra đây đã. Cô đang xuống cái lời rồi. Không. Mình phải răng bẫy ra đây. Tí nữa cô mà xuống là mình, là mình ấy luôn. Thông minh lắm. Thả luôn đây, nhanh lên, cô đang trang điểm. Không được, bây giờ mình phải bắt buộc là mình phải đi tìm cô kìa, cô kìa. Phải phòng này không? Đấy, phòng game chị ơi. Phòng này là phòng gì? Ngắm phòng quay. Ngắm phòng quá, nhà cô nhiều phòng thế không biết trời ơi. Đấy, phòng chơi game này. Đâu, nhà cô có ở bực bàn bị A luôn. Thôi em ơi, nhanh đến đi tìm váy thôi. Quan trọng là em chưa biết váy cô đang ở đâu ấy này. Phòng Lào, phòng Lào ấy. Phòng này cũng hình như là phòng ngủ ấy phải. Trời ơi. Nhà cô lắm phòng thế. Loạn xì ngậu hết lên rồi. Không có cái váy nào ở đây luôn mà. Cô đang ở phòng khách, đi vào không ơi em ơi. Khoan nào. Em mới tìm bằng được cái váy của cô để em cắt. Chị đừng tạo ra tiếng động gì nha. Chị mà tạo ra tiếng động là cô đấy phát hiện ngay. Đây, phòng này xem nào. Ôi giời ơi, có váy ở trong này không? Không có. Có mỗi ngôi sao hy vọng à? Thôi sao gì giờ này, bị bắt đến nơi rồi. Đây, máy quá. Cô đấy vào là cái căn phòng lúc nãy mình vào rồi. Em nghĩ trên tầng chị ạ. Đúng rồi, đi lên tầng đi. Ôi giời ơi. Cô kìa. Cô không thấy em. Mình là tượng, cô không nhìn thấy. À, cô để ngay ở kia thì phải. Khoan nào. Cô đang đi ra ngoài. Cô đi ra ngoài rồi. Từ. Hình như cô ra ngoài đóng cửa. Cô ra ngoài. Ôi mày quá, cô ra ngoài. Lại ngạp ngủ, cô lại ngủ nhiều thế nhỉ? Trời ơi, cô lại đi vào kia. Đợi tí, em đang lúp. Để xem. Cô đang lấy đồ ở đâu đấy? Đồ cô thả luôn tìm khó ra mang ngon ngang. Rồi cô lại lên, cô lại vào phòng rồi. Cô vào phòng rồi em. À, trời ơi, bị bắt đi rồi. Rồi xong luôn, cô bắt em luôn. Cô bắt em lên nhà luôn. Đồ ngu. Trời ơi. Cô đánh đi đêm rồi. Áo thật sự luôn đấy chứ. Cây thế đi nỉ. Cháu không làm gì hết, nguyên bạn buồn thôi. Rồi làm lại quả nhiệm vụ ấy thôi. Bây giờ mình loại bỏ được cái căn phòng của mình bây vào rồi. Bây giờ là đi thẳng rẽ trái là thấy luôn. Đúng rồi, đi thẳng rẽ trái là thấy luôn. Hay là phá cái tranh này của cô nhở? Tranh chứ có phải là áo thật đâu mà em phá. Rồi, bắt đầu lại cuộc hành trình mới đó chị ơi. Vào đi. Đây. Xông phi đi, không cần phải uống nước tăng lực làm gì cả. Uống nước tăng lực chính bay em này. Đúng rồi, uống nước tăng lực nó chạy nhanh vãi. Em không điều khiển được tốc độ của mình. Cô thả bẫy ra đây nha, em biết thừa. Em vào em lấy luôn cái bẫy của cô. Sao? Lấu ăn đúng không? Cô đang lấu ăn ở căn phòng bếp. Thôi bây giờ chúng ta cần phải đến phòng. Phòng nãy là phòng gì đấy nhở? Đây là phòng này đúng không? Phòng này mình lấy kéo đúng không? À, cẩn thận. Em cứ đâm đầu vào tường á. Đồ ăn hại. Cay thật đấy. Em có biết đường đi không bún ơi? Hỏng thôi. Em có biết nhưng mà nó cứ đâm đầu vào tường ấy. Cây vai trưởng. Đây, đâu nhở, cái căn phòng lẽ mình lấy ấy đâu nhỉ? Cứ đi. À, lỗ ở ngoài phòng khách mà, trời. Trời ơi. Cái kéo ở ngoài phòng khách. Bỏ đi, bỏ cái này đi, trời ơi. Cầm cái này làm cái gì? Không phải bỏ, bên em cầm cái kéo này. Cô đây lên tầng rồi đúng không? Ấy, tầng, phòng ngủ của cô đấy trên tầng chị ơi. Thử ra xem chỗ kia xem nào. Rồi, tìm cái kéo rồi, bây giờ mình. Em nghĩ em lên tầng luôn. Em không sợ cô đấy đâu. Hồ. Kéo lại bị bắt. Không sao. Em đi được. Cô ơi. Thấy chưa? À, chạy tôi, chạy ra khỏi nhà con đấy. Lúp. Cô không biết em đâu. Đấy, cô lại không thấy em nữa luôn. Được của nó đấy. Trên tầng cái phòng bên tay trái á. Bây cô đi đâu đó? Cho cô đi chơi đi đã. Cô mong cô không lên tầng nữa nha. Cô lại lên tầng chị bơ ạ. Cô lên tầng làm gì chả biết. Cô đang tìm cái áo. Cô đi lấu ăn đi. À, cô trang điểm thì phải. Đợi tí.
Em đi từ bên này này. Đợi tí chị ơi. Em đi bên phải này. Em sẽ vào một cái căn. À, cô lại thấy em nữa rồi. Em đi lủi, em đi cà giặt. Ôi giời. À, bị đập vào tường luôn mà. Cái thế không biết được chứ. Trời ơi, em có biết đi không buồn. Thả luôn đi, chạy khó quá. Rồi, lần này không biết cô có cô khóa cổ không? Cô khóa cổ nữa không? Không. Cô có khóa, khóa, cô có khóa. Rồi, lại phải xem video lấy tiền để mua khóa rồi. 6.5 hours later. Rồi, bây giờ mình lại cầm cây kéo lên phòng bà đấy thôi chị Bơ ơi. Lẽ phòng ra. Đây, em thấy rồi, Đúng chưa, Đúng rồi, đây rồi. Vào đi. Đây. Mở tủ. Rồi. Cắt đi em. Cắt đôi lối xào. Anh buông tay cắt đôi lối xào. Chạy đi bỏ chạy đi. Con đã bài lên em phải kiếm chỗ chạy đã. Đi kiếm à? Chỗ chạy. Phòng tắm thôi em ơi. Phòng tắm. Bây giờ mình vòng vào đây. À đây mẹ qua bài đi vào rồi nhanh đi. La la la. Ôi cô bà đấy đang vào, bà đấy xem cái váy rồi chị ạ. Bà đấy không thu thu luôn. Lêu. Thế là không có quần áo đi sự kia. Thế là mình và chị Bơ cũng đã chôn thành công cô giáo của mình mà làm cho cô đấy không thể đi chơi được nữa luôn rồi. Cô ấy đang tức, gọi là tức ló mắt luôn. Ai bảo cái tội là mách bố mẹ em là em học sinh cá biệt của lớp. Nếu mà cô mách em thêm lần nữa nha, em lại đến nhà cô em chọc cô tiếp, em chôn cô tiếp chị Bơ ạ. Thế mà hôm nào mà em đi nữa thì cho chị đi cùng với anh đấy nhá. Rồi các bạn ơi, các bạn thấy video này hay với cả là vui thì hãy để lại cho chúng mình xin một like và đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.